Người ta nói là nguyên tắc là nước chảy về tổ trũng, chỗ trũng đúng không? Mà chân dài nó phải theo đại gia đó. Thì cái cây này nó dốc lên vậy đâu cần phải chốt đâu, đâu đất tạ được. Mình đầu tư là đó thu phải đầu tư. Đó, cái đó là chiêu giết người bằng vốn em. Đó là cạnh tranh lành mạnh nha. Cái này cạnh tranh lành mạnh á, đúng không anh? Đó, mình sẽ giết người ta bằng cái cách đó là mình cho người ta kinh doanh hoài không có lời. Nhớ không? Học võ vậy thôi, kiếm nó phải che hết, nó phải nằm gần người vậy nó quýnh được chứ kiếm nó nằm hở vậy, đâm thứ cha gì chỗ. Vlog thực hành. Thiết thực. Cụ thể. Châm biếm, hài hước. Phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao. Gym Chúa Duy Nguyễn, THOL. Xin chào các bạn trở lại với chương trình Duy Nguyễn Vlog thực hành nha các bạn. Bữa nay THOL nó cúp điện. Nó cúp mà điện xài 3 pha, nó để 1 pha thôi, còn 2 pha đèn thì sáng mới lạnh thì hư. Nó lạnh hư mà máy lạnh chưa đủ điện để mà mở. Trời đất ơi, tập máy lạnh nó quen mấy em, bây giờ vô đây nó hầm hầm nó bực bực sao á. Nó quạo quạo sao đó, nên chút trong quá trình mà gọi là làm Vlog thực hành mà có đam á thì thông cảm nha các bạn. Thì xin trân trọng giới thiệu với các bạn, đứng trên cái chỗ cũ đây là cái gọi là Olympic platform, dùng để tập những cái bài nặng đó bạn, mà để bảo vệ sàn nha, bảo vệ sàn. Thì THOL tự hào là một trong phòng gym mà gọi là kết hợp giữa cái nét hiện đại với cái nét truyền thống. Nét hiện đại là nằm ở công tác tổ chức quản lý, nằm ở hạ tầng cơ sở, nằm ở dịch vụ online, PR, marketing các kiểu. Nhưng mà cái nét truyền thống nó nằm ở cách mà gọi là set up máy tập đó. Tại vì những cái máy tập ở trong cái phòng THOL của Duy là Duy phải chọn rất là kỹ. Đó, nó tập gym nó dễ lắm bạn. Mấy thằng không có tiền á, nó làm cái phòng trống, đúng không? Nó bỏ mấy cái banh vô, nó bỏ mấy cái thảm yoga vô vô trong đó. Đó, nhưng mà không, Duy khó. Tại vì fan của Duy đa phần nó đi từ cái giáo án lean body rồi, đi từ mắc OT vô. Mà giờ tập tạ mà tạ dumbbell gì đâu có 35kg vậy thôi. Quay tay hả? Đó. Nên những cái máy tập ở trong cái phòng gym bạn nhìn coi, kết cấu rất là khủng, khối lượng rất là dữ. Đó. Và ngày hôm nay Duy sẽ làm một cái vlog nó tái hiện là cái bài tập huyền thoại mà cái thời mà cái giặc no cả trường tắm mưa đó mấy bạn. Cái thời đó tập gym là thiếu thốn lắm. Nó chưa có những cái hệ máy mà gọi là lạ như bây giờ. Những cái hệ máy thị trường như bây giờ thì hồi xưa nó không có, mà nó chỉ là những cái bánh tạ vô hồn, nó làm nên những huyền thoại. Wow. Đó. Mà trong giới em Gimbit có con huyền thoại biết tên gì không? Đâu comment đúng có thưởng nha. Nhìn qua là thấy ghét không? Bởi vì cái thằng BT này, mình xin lỗi các bạn, cái thời ở cái thằng này nó lắp cái tạ là nhìn thấy nó ngu rồi. Biết sao ngu không? Mày biết nhôm này nhiêu tiền miếng không mày? Hả? Mày biết nhôm mày ở đây là nhiêu tiền miếng nhôm Mỹ hả mày? Mày biết nhôm nó mắc không? Nhôm nó nhập từ bên Tàu qua. Nó bị chịu thuế 400-500%. Xong rồi cái nhà sản xuất bên Mỹ nó mua cái nhôm này, nó gắn vô đây, nó ship vào cho tao. Nó ăn thêm đồ thuế xuất, tao dính thêm đồ thuế nhập nữa. Mày biết nhôm nhiêu tiền không? Cục tạ nhiêu tiền mày? Mày để cục tạ mà đè ra miếng nhôm vậy á? Hồi tao thả rồi nó bể miếng nhôm ở đâu? Mày thấy mày dốt chưa? Nó bởi vì cái tư duy mà mua điện thoại iPhone mà chớp lưng 200.000 thấy ngu rồi. Báo ra đi em, không có đúng gì hết trơn à. Đúng là thiệt đó mấy này, trẻ người non dạ, suy nghĩ không có thấu đáo mấy em. Tháo ra hết luôn, miếng trong lắp miếng 20. Khổ thế chứ này. Rồi nói chung là cái MBT này cũng hơi máy móc mấy em. Cái này không cần phải chốt, tại vì sao tạo không giờ rớt là được hết á, đúng không? Người ta nói là nguyên tắc là nước chảy về tổ trũng, chỗ trũng đúng không? Mà chân dài nó phải theo đại gia đó. Thì cái cây này nó dốc lên vậy đâu cần phải chốt đâu, đâu đất tạ được, nghe không? Tại sao chúng ta phải tập bài này? Tại vì tập bài này là đẳng cấp thế thôi. Đi phòng khác làm mẹ gì có mà tập. Nhiều khi mình nói phải tránh chứ thiệt á, không biết phòng khác nó chơi thì sao, nó chơi vậy nè bạn. Ê đâu mà làm ra ví dụ chơi mày, lấy cây này ra xong cái nó để tạ đâm beo lên đó, hiểu không? Hiểu không? Lấy cây này ra để con tạ dumbbell lên, nó giật bật hồi đây cái cây này rớt nhỏng bật của đội bo chế không à ba ơi. Còn có mấy thằng con ác đạn nữa, nó chế vậy nè rồi giờ hậu nó không để tạ dumbbell, để cây vô máy nè, nó giật hồi chóc sơn mẹ cái máy người ta luôn. Trời ơi, phá lắm em.
không có ai phá bằng mấy tập tạ mà kiểu như mà cái não nó có vấn đề về nói từ sao ta, tức là đóng 400 ngàn vô phá phòng, đúng không? Đó, để vô không, mày không hiểu hả? Để vô, mày để cây vô đây nè, mày hổm nó ra máy kia tóc sơn rồi máy kia, thấy chưa? Nó xong rồi giật bật lên tóc mẹ sơn vậy đó, xong rồi có cục đâm beo nữa, để cục đâm beo chấn lỗ đó đó, giật bật lên hồi lăn nó lót tạ đâm beo cây này nó nhông bị nhỏng đầu đất bon cái đầu xỉu. Nó còn là kỹ sư nông dân không, còn đây mà nhìn thấy không, thấy không, người ta làm nó phải đàng hoàng, đúng không? Nè, đây là cái gì? Bò đất. Cái này nó bao cứng, bao nặng, bao chắc, sao lắc được, đúng không? Trời, chốt Mỹ nha. Nè ha, nhìn cái chốt thấy ấn tượng rồi. Mấy thằng nào đó, nó bắt trước mấy em, nó mua chốt tàu, giật cái bay mẹ cái chốt luôn, bị mấy chục thằng rồi đó. Bởi vậy nó là cái trong cái con đường sự nghiệp gamer này là Duy rồi, nó từng chảy lắm mày. Cái gì cũng biết hết á. Có cái biết quê không biết. Giờ nó ưu điểm bài này nha. Cái bài này là một trong bài rất khó tập. Thì khi mà các bạn tập cái bài này á, nó sẽ tạo cho bạn được cái strength. Cái strength là cái mạnh á, cái sức mạnh, cái khả năng chịu đựng rất là ghê gớm. Tại vì đi tập bài này á, thật lưng phải khỏe. Mà cái lưng khỏe không đủ, cái chân phải khỏe nữa. Cái chân nào yếu trụ cũng được bạn. Nên người ta thường á, trong một buổi tập lưng á, người ta sẽ tập một bài trụ về chân. Một bài trụ về chân để luyện chân về độ khỏe. Chứ nhìn ông đó kia, ông sao đừng, ông đó xong quát vậy thôi chứ chân không mạnh đâu. Tại vì cái squat á là cái lực cử động, còn cái này á là cái lực mà được tỉnh á, mà đứng mình chịu lên như nè, không giống tấn các bạn, đúng không? Mấy học võ tấn khừ không, mấy học võ nó có squat nhiều đâu mà đá nó sao té được, cứng lắm. Nó chơi thôi đừng buồn nha anh, mà thôi tập đi, đừng quay ảnh nha. Rồi bây giờ bài này nè, one arm dumbbell row, tay trước tay sau. Giờ chúng ta vô, chúng ta sẽ tập bài này trải nghiệm. Này khởi động nha. Khó lắm á ba, không dễ ăn đâu. Tập vô chuột nữa nè, chịu thôi. Đó, vậy tập bài này sao đúng? Đơn giản thôi, có lưng mở ra, cánh bướm phải mở ra, bừng ơi mở ra. Bài này tập là trong quá trình tập lưng mở suốt luôn, mở liên tục luôn, nó không ép lại. Các bạn có một cái tập mắc cười đó, các bạn có cái tập mà học lớp 1 bị đặt láo chói thằng lớp 10, tức là bạn thấy thằng này tập không đủ răng bạn chửi nữa. Đâu phải bài nào cũng đủ răng đâu ông nội, có những bài không đủ răng được, đúng không? Nếu mà hai bài rô bài nào cũng đủ răng thì như nhau thôi, tập làm gì nữa, đúng không? Nên cái bài này răng không bao giờ đủ hết. Sao đủ được? Không cách nào đủ răng, nhưng mà chúng ta là tập 2/3 răng cho cái đoạn căng cơ nè đó. Còn qua bài ba bài rô á thì chúng ta mới giật full, đúng không? Nó mới giật full. Tập đi, lên 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 tả em, bắn 20 nữa cho nó men. Nó tập gym không hao ao clip mà mình làm vlog này mình nói chuyện mình hao ao clip quá. Không phải chốt em, nãy giờ nói nhiều diễn cho nó mệt vậy, thật chắc là khoe máy thôi. Nó ở phòng THOL tao có máy này đó, đối thủ mua đi nó, để cho em Út tập không nó bỏ qua đây tập hết chứ. Nó thiệt, nhiều khi mình á có một cái bí mật của em, THOL đang phát động một cuộc chạy đua vũ trang. Mình đầu tư là đó thôi, phải đầu tư đó, cái đó là chiêu giết người bằng vốn em, đó là cạnh tranh lành mạnh nha, này cạnh tranh lành mạnh á, đúng không anh? Ví dụ giờ em nâng cấp lên, em đầu tư liên tục vậy đó thì bạn phải đầu tư thế thôi đó. Mình sẽ giết người ta bằng cái cách đó là mình cho người ta kinh doanh hoài không có lời. Rồi bây giờ tiếp tục nha mấy em, giật tiếp. Bây giờ mình nói về bài toán trọng tâm. Cái bài nào mà chịu lực á mà bạn trọng tâm sai là bạn gãy mẹ cái lưng đó nha, nói trước rồi đó. Đó, trọng tâm là gì? Tạ càng gần người càng an toàn, bảo kiếm mà xa người đối thủ nó chém chết, nhớ không? Học võ gì thôi, kiếm nó phải che hết, nó phải nằm gần người vậy nó quýnh được chứ, kiếm nó nằm hở hở vậy đâm thứ cha gì chỗ. Nè ha, nên á thí dụ bạn cầm ở đây là bạn sai mẹ trọng tâm rồi nè, nã đoạn thấy không, không được. Trọng tâm bạn nhớ thì tạ phải gần người, nên bạn cố gắng bạn cầm cho nó gần vô vậy nè. Đó, cái động tác đứng là quyền thoại nha, đứng rô rất khó đứng. Mà đây không phải chỉ, các bạn phải tập đi, bạn nhìn Duy nè. Còn bạn nào nội công yếu á thì xem những video cũ. Đó, chúng ta giật, mở cái lưng ra, nè thấy không? Lưng này chưa mở nha. Cái này chưa là bướm này chưa mở nè. Đó, rồi xong rồi bướm mới mở ra. Đó, thấy không? Trời ơi, tôi nói thiệt không có BT nào dạy đâu. Ông vô subscribe kênh tôi lẹ đi. Ông coi ông có hiểu chứ, ông BT nó chỉ khép bướm không à.
thật sự luôn á. Những cái này nó khó ai chỉ lắm, nhiều khi nó cũng chả biết cách nó chỉ nữa. Rồi mở bướm ra nha, bài đề tập mở bướm liên tục luôn nó mới nhức được. Rồi 20 ký nữa em, diễn thôi mà. Nè nè, ủa lưng mà ngon chưa? Rồi chuẩn bị vô nha. Cái động tác này các bạn chú ý nha, kiểm tra cái này nè, coi nó có bị lỏng không. Nó lỏng tức là sao? Tức là cái ống này nè nó không đẩy sát vô mà nó đẩy con mí ra ngoài. Tất nhiên thằng trùm trùm thì nó cũng rớt, nhưng mà nào mới vô bắt trước á nó hay bị rớt ra ngoài. Rớt ra ngoài thì nó sẽ bị một chút xíu problem nha. Rồi bây giờ á, mình nói tiếp vào cái vấn đề là phục nhúng, đúng không? Tập những bài này là phải có phục nhúng, không có phục nhúng là tập không được nha các bạn. Phục nhúng là để giảm thiểu chấn thương, đúng không? Một khối lượng tạ và nó giật lên giật xuống, giật lên giật xuống vậy nè. Đồ gối nào chịu nổi các bạn, đúng không? Đồ gối nó chịu không nổi, đùi nó cũng mệt nữa, lưng nó cũng đuối nữa. Nên chúng ta nè phải có phục nhúng, là những cái cơ chế chuyển động tự nhiên trong thể hình. Nó cái này cái thằng nào không hiểu là thằng đó nó chưa tập được, nó chấn thương hoài à. Thấy không nè, thấy không? Lên nè, xuống nè, phục nhúng đó. Xuống phục nhúng, nó nhúng tới đây nè để cho ra cái ngưỡng an toàn, xong rồi xuống tới đây nè nó căng cơ ra giật cái bắt xuống một cái nữa xé cơ. Mà thôi nè, cái này nặng quá cầm tuột tay mấy em, quấn cho chắc ăn thôi. Cái gì quấn nó nặng á, mình cầm tuột tay á, cầm riết cái tay mình trong đây nó banh chành hết rồi, nhìn tay xấu như con quỷ vậy đó. Nó gặp con gái vuốt vô mặt nó trầy mặt, vuốt chỗ khác banh luôn. Bởi vậy nhiều khi á các bạn theo ghim bằng theo đúng thầy nó đẹp lắm mà, bạn theo tầm bậy thầy nó sai tờ lơ hết rồi, nó vừa xấu người mà nó vừa xấu da luôn. Bởi vì ghim của gì á, hướng tới vẻ đẹp của sự hoàn chỉnh, vẻ đẹp thành công và đẳng cấp. Nhớ nha, quấn là quấn ngược nha. Bây giờ hỏi gì ơi, quấn sao nữa thấy mẹ luôn á. Mà nhiều khi anh lâu quá anh cũng quên mấy. Nó thật á, 3 năm không tập bài này bộ giỡn nè. Tụi em nhìn tấm hình quyền thoại giật lưng á, hồi lúc anh chụp tấm hình đó là cách đây chừng 4-5 năm gì đó mấy em, 8 cục tấm hình đó Đạt chụp á. Đó giật quá cũng quyền thoại lắm em. Thật ra anh nhiều máy lắm, anh đâu có thời gian anh tập nhiều đâu, chủ yếu là màu là chính thôi. Nó mình làm clip lên nên rồi mấy em vô coi, rồi tới đây đăng ký phòng game đồ, không thì idol theo anh Duy Nguyễn đồ, với coi xếp đam tẩu đó, coi xếp đam tẩu rồi lên trên mạng có war đó, có chiến tranh đó, bay vô quốc đùng luôn, đời dễ vui thôi mà. Vô nha, bài này tập nó được cái lợi là cái tay bạn rất có lực mà, nó cái tay lực mạnh kinh luôn á, nên thích. Nên đầu tiên á vô buổi tập á, bạn phải tốn thời gian chừng 10 tới 15 phút bạn cà khịa những cái bài này. Đó, xong rồi bạn mới qua những cái bài mà tra tấn cơ bắp nha. Nó cà khịa nó vui lắm bạn. À còn cái nói nữa quên, nhớ không có cầm một vị trí. Hồi nãy là cái tay trái trước thì giờ tay trái nó phải sau, nó mới đều cơ nha. Chứ cái bài này mà cầm một vị trí là không được. Mà có một cách chế rất tục về bài này, đừng có chế mấy bạn, mấy thằng chế đó mấy thằng nó ngu lắm. Thật ra nó không cần thiết phải làm trò đó. Nghe một chút có một thằng nó chế, mà hình như là Duy không có cái thiết bị đó để chế mới đau chứ. Bài này người ta là One Arm Dumbbell Row thì tập cho đúng. Chế mà hồi xưa hình như anh cũng chế á. Mà cái clip đó anh chế anh chọc chó. Anh tính cà khịa. Trong vlog cái nghệ thuật cà khịa là một trong những nghệ thuật quan trọng nha. Chuẩn bị nha. Nè, đít đưa lên, không có cao quá. Cao quá giật chuối mặt. Đó, thấp thấp thôi. Tư thế squat. Căng mông ra nha. Đó, chuẩn bị quất. Phục nhúng nè, nhìn phục nhúng nha. Đẹp không? Nhẹ nhàng thôi. Ok. Duy Nguyễn sẽ tái hiện lại Duy Nguyễn của 2014. Thêm 20 nữa.
Bây giờ là không như không biết hồi xưa tập 80 hay là 90 quên rồi. Nhưng mà đây là 80. Thì nói chung là thằng thiết kế này nó cũng chưa nghĩ tới ở Việt Nam là có con thằng tập mạnh vậy á bạn. Nên nó thiết kế cây này đụng này, đụng cái miếng nhôm này nên lý do là sợ hư miếng nhôm. Đó nên xuống đây tập. Vậy thôi. Ai bữa nay chơi khô máu này luôn không? Nhiều khi họ lên trăm luôn á. Vô nha. Nhớ phục nhúng rất là quan trọng nha mấy em. Anh cũng thích bài lắm. Bài này tập nhìn nó gấu, bạn nhìn nó giật lên như con hổ rồi đó. Giật lên. Má đúng là mới có 5 năm xưa la được 3 cái, giờ la được con cái rưỡi. Hồi xưa là nổi tiếng mấy em, thánh la. Ủa la ghê lắm. Giờ quen bồ nhiều quá bị nó bào la bớt. Giật nha. Bạn giật được chừng 4 cái cũng được, không cần nhiều. Nói chung là giật để trải nghiệm đó. Giật để, tại vì bài này là một trong những bài nó hiếm, ít phòng nào có. Phòng nào có là chơi nhìn cho nó hoang dã mà. Vô. Nó lên nữa ta. Không biết hồi xưa tập 80 hay 90 gì đó quên rồi. Lâu quá không nhớ. Hình nó trôi đâu rồi á. Giờ làm luôn 100 kg cho chẳng đi nha. Để làm clip lại cho cháu nội móc coi. Nó là cuộc đời của ông nội nó đó. Thì cũng đã từng kêu hùng như vậy đó. Thì nếu mà cháu nội của ông sau này á, làng thằng bạc nhược, làng thằng yếu đuối, làng thằng vô dụng á, phải coi là cha mày. Anh cha nó làm gương cho mày thôi chứ. Không? Sống trên đời anh nói với em nhiều lần rồi, giàu sang hay nghèo khổ, thành đạt hay thất bại, nó là ngoài xã hội. Còn vô trong phòng game này là chúng ta không còn giai cấp, hiểu không? Trong phòng game nó là xã hội chủ nghĩa rồi, nó không là giai cấp nữa. Nà, các bạn chỉ cần đóng từng triệu sụp xuống 500 ngàn là vô đây thể hiện thoải mái. Nó mà đã thể hiện chúng ta phải là một buổi tập gym, chúng ta phải chơi hết mình. Tuổi trẻ Việt Nam là phải vậy, dám nói dám làm. Nâng lên được phải hạ xuống được. Kẻ mạnh không phải là thằng tập mạnh, mà là kẻ mạnh là cái thằng hạ xuống nhẹ nhàng. Đang nói hay tự nhiên cái cúp điện của em. Hồi nãy nó còn chạy được 2 pha, để thêm 2 pha nó vô tối đen luôn rồi. Á à, thiệt tình luôn á, nãy nó tới đâu rồi. À kẻ mạnh không phải là kẻ tập mạnh đúng không, mà là kẻ hạ xuống nhẹ nhàng. Cái đó là cái điều mà Duy gửi gắm tới các thế hệ trẻ chừng chục năm nay có rồi đó. Nhưng mà hiếm ai làm được chuyện đó. Các bạn vô phòng game bạn thể hiện nhìn nó rất là kém văn hóa. Nó nói thiệt, nói tâm sự thật lòng luôn. Khi mà tập game á, chúng ta cố gắng, chúng ta phải kiểm soát được cái sức mạnh của mình. Được thì chơi, không được thôi được đúng nha. Còn chơi thì phải chơi cho đẹp. Chơi game đẹp, chơi ngoài đời cũng đẹp. Rồi 100 kg. Không tự tin là làm được, đúng chưa? Nhưng mà vấn đề ở đây là các bạn có dám làm hay không. Đầu tiên chúng ta phải dám nghĩ, sau đó chúng ta dám làm, rồi hãy cố gắng làm cho tốt nha. Nhớ dựng clip đẹp đẹp cho cháu nội em coi nha. What's more? Are you ready? Quan trọng cái phục mà. Phục ok mới được, phục không ok không chơi nổi đâu. Không độ đích tơ nha. Thách đấu của toàn Việt Nam, kiếm súp đi mấy em. Điều kiện thách đấu đơn giản thôi. Các bạn cứ tới đây tập được với tôi là có quà bèo bèo lần triệu nha. Điều kiện không ăn sáng. Điều kiện thứ hai, dưới 80 kg, tập y vậy đó, bằng hoặc hơn là ok. Rồi chúc mừng những bạn sắp tới sẽ trúng thưởng. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Cô chùa hoài.